Hi, xin chào mọi người. Hôm nay đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình tiếp tục làm video với các bạn. Thông qua kênh YouTube thì cũng có nhiều anh chị em bạn bè đã gửi quần áo xuống cho mình nhờ mình sửa hộ nè. Thì ở chỗ của các bạn không có ai sửa được đó. Thì các bạn xem kênh của mình và gửi xuống cho mình sửa nhờ mình sửa hộ. Đây và hôm nay mình tiếp tục về cái xây dựng sửa chữa quần áo cho các bạn ở xa nha các bạn. Đây là một cái gói hàng của bạn Phạm Trọng Nghĩa ở Cần Thơ nha các bạn, ở Ninh Kiều Cần Thơ. Mọi người nhìn thấy rõ không? Đây là hai cái quần nhờ mình nới lưng ra nha các bạn. Giờ mình bắt đầu tiến hành tháo cái gói hàng này ra nha. Mình lấy một cái quay đi chia sẻ với các bạn nữa ha. Đây một cái quần Âu nha các bạn. Giờ mình sẽ nới cái lưng quần của cái quần này ra bằng cách thêm vải vào đây nha các bạn, thêm vải vào đây nha, để mình đo xem cái quần này là bao nhiêu. Bạn ấy nói cái lưng của bạn ấy mặc là 92, làm sao 92 là bạn ấy mặc vừa. Có 83 thôi nha các bạn. 83, 92 là mình phải thêm vào 9 phân, 9 cm. Rồi. Mình chọn một miếng vải màu đen để nối vào cái quần đó các bạn. Tại vì không có cái màu xám á, nên khách yêu cầu đó là mình may vào màu đen cũng được, miễn sao là giữ được thẩm mỹ là được rồi. Đầu tiên thì mình tính may vào ở hai bên đó, nhưng mà ở hai bên thì mình phải tháo ra hết hai bên may thì nó không có thẩm mỹ bằng mình dọn vậy hết về phía sau các bạn. Ở phía sau thì mình nhìn thấy nó đẹp hơn. Mình chỉ nới 9 cm thôi nha các bạn, nhưng mà mình cắt 11 cm nha, tại vì mình chịu hao cái hai cái phần nối ở hai bên đó. Còn cái chiều dài của cái này á là 20 cm. Bây giờ mình chuẩn bị cắt đây. Cái này á thì mình phải vẽ cái tam giác cho nó đều nha. Nó là cái tam giác cân á, khi mình nối cái này vào trong cái quần đó, nó mới đẹp nha. Và mình cắt cũng ngay dăng cái đường phấn mình vẽ luôn. Đấy, đây đã hoàn thành rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành tháo cái quần ra nha. Ok, sau khi mà mình tháo xong cái quần ra các bạn thì mình sẽ cắt luôn cái phần lưng này ra nha, để mình dễ gắp vải vào á. Nhưng cái phần lưng mình sẽ gắp miếng vải này vào là mình đã cắt sẵn đây nè, có sẵn đây hết nha. Bây giờ mình sẽ cắt một cái phần lưng là chỗ phần mình đánh dấu nè. Ok, đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép cái này vào đây nha các bạn. Mình hy vọng là qua cái video này thì mấy bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Khi mà quần áo mình bị chật thì mình có thể
Đang đi ra tiệm sửa lại khỏi phải rồi mua thêm quần áo mới nè. Bạn nào mà có đồ nhậu gì đó thì cũng thoải mái hết, sợ phải quần bị chặt nghe các bạn. Đang tốn vài chục ca là mình có thể nới cái quần ra được khoảng mấy size luôn nha bạn, 2-3 size là chuyện bình thường. Này thì mình may 2 đường cho nó chắc nè các bạn. Nên may 2 đường cho nó chắc nha. Giờ mình tiếp tục. Nói phần bên đây vào. Bên đây ở chợ người ta làm thêm lô các bạn, nên tiếng hơi ồn, các bạn thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình đọc tiếng bớt lại nhưng mà chắc cũng có thể còn nghe ồn lắm. Xong. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Chạy ra trong khi mình như tình nữa nào. Bây giờ mình sẽ mai cái phần cái đây lại nha các bạn. Em ở nhà thấy không, mình sẽ mai cho nó dính lại. Vì cái lúc làm á mất nhiều thời gian á nên mình cũng nhiều khúc mình cũng không quay các bạn. Khi mình nói vô xong mình muốn như thế này nha các bạn. Đấy, còn lành chưa? Giờ mình sẽ nói cái phần cạp quần là vào nữa nha. Tiếp tục. Đấy. Miếng vải thì mình cũng đã cắt sẵn đây nè. Mình đo cho nó bằng cái tỷ lệ của cái cặp quần nha các bạn. Đây. Mình cũng chiều ngang mình cũng là cắt là 11 cm các bạn, tại vì chiều cao 2 cái phần mình cắt ra nhìn nó vào á, còn cái phần cặp quần cái chiều rộng của nó là 10,5 cm nha. Bây giờ mình sẽ nói cái này vào. Quan trọng một cái là mình đo mình cắt cho nó chính xác các bạn, cái phần mình nói vào thì cái phần mình tháo ra đó cho nó đúng đó, mình gáp vào nó mới đẹp nha. Thôi là nó bị đùng á, nó vào cũng khớp, nó bị nhăn vải á các bạn. Lúc trước thì mình không có biết làm cái này đâu nha, cái này là do mình xem mấy cái kênh của mấy anh chị là nước ngoài các bạn sửa quần áo á, người ta tái chế đồ cũ á, rồi mình thấy mình mới xem, rồi mình học hỏi kinh nghiệm, mình mới quay video chia sẻ với các bạn. Nói chung thì mình làm cái mình thấy người ta làm thế nào được nó hay với bạn, cái mình học hỏi vậy mình mới nâng cao được cái tay nghề của mình lên, với mình có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn, hay muốn sửa đồ gì đó. Cái này đó là mình không có lãng làm nha, từ lúc mà mình xem mấy kênh nước ngoài đó giao dịch kinh nghiệm đó, cái mình biết cái mình mới làm, mình mới lãng đây thôi. Nói chung cái quần này là nới quần âu này là mình làm cái đầu tiên á. Lúc trước mấy bạn trên kênh comment hỏi mình đó thì mình không biết làm, mà nó mình không biết là nó làm không được. Giờ mình làm được rồi, bắt đầu mình mới quay video mình chia sẻ với mọi người luôn. Ok, không tên tên đây
Bây giờ mình sẽ mình xem. Cái này là anh ấy mặc thoải mái luôn rồi á. Sẽ mang hai con đĩa vào trước nha các bạn. Mình sẽ mang hai con đĩa nãy mình tháo ra nè. Sau đây mình sẽ nói cái phần có phần cạp quần với cái phần cái quần này nhé. Đợi anh xíu ấy, sắp xong rồi. Bữa giờ không thấy gì. Ok, tiếp tục nha. Mình mới có khách đấy các bạn. Giờ mình mang cái phần này lại là xong rồi. Quá hồn. Phần này nó hơi nó mình nói lên nó hơi bị dày các bạn, mai nó bị bỏ mũi nè, mà khỏi nó sát sát chung tí hay lại với một đường nữa đi. Đang bị bỏ mũi. Đổ cái chiến dịch mà mai về kéo dấu vào nha các bạn, để mình mai qua cái chỗ đó. Đây. Ủa, cái khác nữa hả thầy? Mình hai cái dịch may cho kéo dấu rồi mình may qua tút lút phần theo nó có nửa bên thôi, nó có bị cộm á. Cộm. Sau đó mình thay lại cái chiến dịch bình thường rồi mấy mấy con đĩa lại. Sắp hoàn thành đó nha mọi người. Bây giờ mình mò mò ở đây cũng 30 phút gì rồi. Thấy là gì mà tại nhiều khi mình đang làm cái có khách lại á. Có khách lại cái mình phải lãnh đồ. Nghĩa nó bị lâu luôn.
Ok. Ok, sau khi sửa xong cái quần sẽ như thế này nha các bạn. Mình đã nói vào cái quần này là 9 phân nha, 9 cm á. Hồi nãy là quần 83, 9 cm nữa là 92 nha các bạn nha mọi người. Đây, phải không? Ok, cái này nếu mà có vải trùng màu nữa là im luôn á, coi như là một cái kiểu luôn á. Đây, hôm qua video này thì mình cũng giải quyết thắc mắc của nhiều bạn đã comment trong kênh của mình, hỏi là cái quần bị chặt lưng hay chặt có thể nới ra được hay không các bạn. Đây, mình đã giải quyết thắc mắc của các bạn rồi đó. Đó. Bạn nào mà có nhu cầu sửa quần áo mà ở nơi của các bạn không có ai sửa thì hãy gửi xuống cho mình nha, mình sẽ làm cho các bạn luôn. Mình sẽ liên hệ với mình qua cái điện qua cái Zalo hoặc là Facebook gì của mình á, hãy comment cho mình sẽ trả lời và nhận sửa đồ cho các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ nha các bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nha. Xin chào.